Thế thì các bạn năm nay có 5 kiểu. Một, đây là kiểu thông dụng nhất bây giờ, không có sếp gì cả, nhưng mà vẫn phải xử lý độ gì, độ đổ nách nha, phải cắt vát xuống 7 ly một phân, đây gọi là xử lý độ đổ của nách, cái này phải có. Cách thứ hai là gì, xếp ly ở đây mà song song từ trên xuống dưới, tức là thay đổi giá trị từ trên xuống dưới. Cách thứ ba là thay đổi giá trị ở bên trên mà không thay đổi giá trị ở bên dưới. Cách thứ tư là xếp ở ngoài sườn, có thay đổi giá trị ở trên và không thay đổi giá trị ở dưới. Và cách cuối cùng là có xếp ly mà chẳng thay đổi giá trị gì cả. Bạn được 5 kiểu. Và hiện tại thì Hà đã soạn xong tất cả các cái form chuẩn, ví dụ như là áo dài, các bạn nhé, áo dài truyền thống này, đấy, áo dài ly cong này, mẫu áo dài ly vuông này, mẫu áo dài ly chéo này, hoặc là mẫu áo dài cổ tròn hoặc là cổ thuyền các bạn nhé. Thì đây là công thức hoàn toàn mới các bạn nhé. Tại sao mà Quang Hà nói hoàn toàn mới, chưa từng có ở trên thị trường các bạn nhé. Thì đây tại sao Quang Hà để khẳng định như vậy, bởi vì áo dài có gãy lưng ở phía sau đây ạ, có gãy lưng ở phía sau, thì khi các bạn may và các bạn mặc lên thì cái trường hợp bị bùng lưng hay là dư lưng ở phía sau nó sẽ được triệt tiêu hết các bạn nhé. Thì đây là Quang Hà sẽ gọi là cam kết, nó là công thức đầu tiên ở trên thị trường là áo dài có gãy lưng các bạn nhé, công thức hoàn toàn mới ạ. Hơn nữa thì làm sao, đó, Quang Hà đã chuẩn bị sẵn các kiểu tay lửng này, tay xòe này, tay loe đấy, và tay cơ bản, và có cả cái tay lửng ly vai các bạn nhé, có ly vai để cho các bạn lựa chọn mặc cho nó ôm ạ. Và Quang Hà đã nhảy size từ size S cho tới size 5X ạ, từ S đến 5X ạ. Đấy, thì bạn nào có quan tâm thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại Quang Hà để ở trên màn hình. Nếu như bạn sử dụng dập vi tính thì Quang Hà có thể gửi file cho bạn là tiện nhất. Còn nếu như bạn sử dụng dập tay thì các bạn nhắn tin và báo cho Quang Hà. Quang Hà sẽ cho cắt dập cứng và gửi cho các bạn nhé, ship cho các bạn đấy ạ. Tất cả đầy đủ các bạn nhé, full size ạ. Áo dài có gãy lưng phía sau các bạn nhé, có gãy lưng phía sau ạ. Hoàn toàn mới phải không ạ? Và hơn nữa thì ngoài áo dài thì còn có cả form đầm, đầm cơ bản các bạn nhé, form chuẩn có ben eo này, ben vai này và form suông các bạn nhé, và nó cũng có đầy đủ size cho các bạn lựa chọn. Và form quần âu form chuẩn, quần âu nam âu nữ form chuẩn các bạn nhé, và cũng có full size để cho các bạn lựa chọn luôn. Đây là sơ mi nữ, sơ mi nam, và đặc biệt có cả form gì ạ, có cả jumpsuit. Jumpsuit công thức này là không bị treo đáy, không bị giật đáy thân sau các bạn nhé. Công thức này thì Quang Hà đã nghiên cứu kỹ và đã test kỹ rồi các bạn nhé, và cũng sử dụng form này cho nhiều hãng thời trang, và cũng là cái công thức mà Quang Hà đang sử dụng để giảng bài cho các bạn học viên ở trên trung tâm các bạn nhé. Bạn nào muốn mua bộ dập form gốc của mẫu nào thì các bạn có thể liên hệ nhé, full size cho các bạn ạ. Còn nếu như bạn nào có quan tâm tới cái khóa học để các bạn có thể là áp dụng vào để cắt cái thông số theo ý của các bạn, thì các bạn có thể mở cái trình duyệt Google Chrome này lên. Thì ở tại cái thanh tìm kiếm này, các bạn nhập cho Quang Hà là dạy dập.vn các bạn nhé, thì nó sẽ hiện ra cái trang web để học online. Thì tiếp theo nữa thì các bạn sẽ đưa con trỏ chuột lên ở cái menu là các khóa học này, nó sẽ hiện ra cho các bạn các danh mục từ là mua các form gốc dập chuẩn này, hoặc là các khóa học online hàng nữ hay là hàng nam, hay là các khóa học trên máy tính, thì các bạn có thể bấm vào để các bạn có thể tìm hiểu cái khóa học nó phù hợp với mình. Ví dụ như là khóa học thiết kế quần nữ này, hoặc là học thiết kế đầm cơ bản form chuẩn, hoặc là học thiết kế jumpsuit form chuẩn. Bạn ví dụ như là bạn muốn tìm về cái khóa thiết kế jumpsuit thì các bạn có thể bấm vào cái thông tin khóa học ở đây, thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra cho các bạn những cái thông tin ở đây. Ví dụ như là tổng video này, cái giá này, bạn có thể liên hệ với số điện thoại này. Thì ở dưới này Quang Hà đã chia nhỏ cái bài tập ra cho các bạn từng phần một để các bạn có thể dễ dàng thực hiện theo các bạn nhé. Và nếu như bạn
Trước khi tham gia, các bạn có thể bấm vào xem những cái video học thử này để xem các bài giảng chúng ta có dễ hiểu hay không, hay là còn khúc mắc gì trước khi các bạn đăng ký nhé. Ok, và chúng ta quay trở lại cái bài tập của chúng ta. Ừ đúng rồi, phải lên đây chứ. Hơi nóng các bạn. Chứ có cần tầm bút không em, giảm đi em. Nhà nước nhiều điện mà. Rồi chúng ta sẽ sang cái thân sau của sơ mi. Thân sau của sơ mi thì nó có mấy kiểu nhỉ? Cắt hàng sơ mi nhiều, chị Kiều, mấy kiểu rồi? Thân sau này, cái thân sau. Thân sau. Cái thân sau này này, cái đô thì nó có một cố định rồi. Đúng rồi. Hai loại. Loại thứ nhất. Hai bên. À, xếp hai bên sườn này đúng không? Đúng rồi, một loại là xếp ly ở giữa. À, một loại xếp ở giữa. Ok. Thế còn loại nào nữa không? Có loại nào không xếp ly không? Có này. À, có. Ok. Thế thì hôm nay nhá, ở bữa trước chúng ta đã học ba kiểu cổ rồi. Kiểu cổ đầu tiên là dành cho gì? Thời trang nhanh. Đúng không nào? Thời trang nhanh. Rồi, còn cái này là áo của áo sơ mi nam, đây là của áo sơ mi nữ, tức là chúng ta thiết kế một lần mà có thể làm ra tất cả các kiểu cổ được, được chưa? Thì chúng ta đã học ở bài trước rồi nhá. Thế thì còn cái đô này nữa, em sẽ nhắc lại nhanh nhá. Ở bữa trước của chúng ta là em có nói là cái đô này luôn luôn thẳng. Cũng có trường hợp cắt vát này lên, nhưng chỉ dành cho vải gì? Vải trơn, vải màu thì nó không bị sai cái bị sọc. Còn nếu như các cái này hớt lên mà cắt vải sọc vải caro như cái áo mẫu kia kìa, coi như là bỏ. Nhưng mà thân dưới thì luôn cắt được, đúng không nào? Thân trên này là cắt cái đâu ấy là vấn đề nguyên nhá. Rồi, thế thì chúng ta sẽ sang cái thân sau của áo sơ mi. Hôm nay chúng ta học bốn kiểu thân sau. Thân sau áo sơ mi 4 trong 1. Không thì hôm nay vô tình học cái sơ mi body kia không có xếp, buổi sau xếp cái này không biết làm thế nào luôn. Chưa được học luôn chút nhỉ? Mừng ghê luôn. Mấy bữa trước nó học định học sơ mi xong nghĩ là nó mất bài này luôn rồi đó. Rồi chúng ta sẽ làm như thế này. Mà chúng ta sẽ học vào 4 trong 1. Đây là kiểu đầu tiên. Sơ mi thân sau không xếp ly gì cả. Như thế này. Thì nó dành cho sơ mi dáng trẻ bây giờ, body ấy. Tin, nó sẽ làm như vậy. Thế nhưng mà bây giờ họ bảo gì nhỉ? Anh vẫn muốn xếp ly. Hay nói cách khác, giả sử các bạn đang làm cái áo sơ mi nam, nó sẽ có cái xếp ly ở giữa thân sau, thì xếp như thế nào? Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ bắt đầu nha. Các bạn sẽ vào copy. Copy bi đấy, lấy ra một cái nữa. Chúng ta vẫn để cái này là gốc nhé. Xếp mi, cái xếp ly ở giữa thân sau này cũng có hai kiểu. Có hai kiểu. Ví dụ như là xếp cái kiểu của trung niên, hay còn gọi là mấy ông già ấy. Thì thông thường là xếp bao nhiêu các bạn nhỉ? Chỗ này này, một bên là 1/2 thì thành bung ra thì thành mấy? 3 xăng. Ok. Thế thì đơn giản nhất này, mũ offset, các bạn chỉ cần bấm cái cạnh này, các bạn kéo ra 3 xăng là xong. Đây là cái xếp đi thân sau giúp người mặc thoải mái nhất có thể, tức là nó rộng hoàn toàn thân sau ra từ trên đô này xuống tận dưới lại trái phải nhé. Bấm là 3 này, như thế này, rộng ra thẳng 3 phần như thế này. Sau đó các bạn chỉ cần bấm ở đây là mấy ạ, 3 phần như thế này. Đây là thân sau xếp ly có thay đổi thông số ngực, có thay đổi thông số lại và dành cho áo sơ mi nam trung niên. Em nhấn mạnh nhá, trung niên. Thế còn một cách nữa, cũng là trung niên nhưng mà họ không có làm rộng lắm, vẫn hơi gọn gàng một chút, nó nằm ở giữa đấy, thì làm thế nào nhỉ? Mà vẫn phải xếp ở đây
đủ là 1/2, bung ra sẽ là 1/2 thì bung là mấy nhỉ? 3 xăng. Trời, làm toán 1/2 cộng đôi mà khó ghê luôn ha, mãi không ra kết quả thế này. Thì chúng ta sẽ học được cái lệnh như thế này. Lần đầu tiên chúng ta học trong trong lớp này nhé, các bạn sẽ vào, chúng ta cũng vẫn có hai cách làm, nhưng mà các bạn học lệnh này để cho nó biết thêm lệnh này Advanced. Các bạn sẽ mở rộng cái nhóm add và vào cái lệnh add that. Sorry, à, add that with funny. Cái này là tiêu đất thôi, cái này là thêm đất này. Chúng ta đang cần thêm đất để xếp ly đúng không? Chúng ta vào này nha, vào cái lệnh add add that with này nha. Thao tác của chúng ta này, đè chuột trái vuốt kịch tới cái góc xếp này, sau đó chọn thẳng xuống cái điểm xoay, sau đó lại trái chuột vào phần đứng yên, sau đó tích cực phải và trái chuột vào OK. Nếu như muốn xem ấy thì bỏ value đi, sẽ xem nó là như thế này. Thế thì cái line của nó, cái mông ấy nó thay đổi rất ít, các bạn thấy không nào? Còn cái ngực nó thay đổi nhiều hơn. Đây là cách xếp gọi là có thay đổi thông số ngực nhưng thông số mông thay đổi không nhiều, hay còn gọi là nó gọn gàng một chút. Thì mở như thế này, trái phải bấm là 3 cm áp lực như vậy thì các bạn sẽ được 3 cm nữa. Bấm OK ha. Nếu như bạn muốn thay đổi cái chiều dài này thì các bạn bấm vào value nhá. Đấy, các bạn có thể di chuyển dài hay ngắn. Ví dụ bạn trái chuột ở đây, vậy là bạn đã có rồi, 1/3 lật đôi qua thì hai bên thành 6. Tính khó tính ghê luôn, 6. Đây là cách thứ hai, các em nào hai cái này bạn di chuyển nhé, để đưa vào đây này, bạn thấy không nào? Thì cái mông của nó hầu như là không thay đổi hoặc thay đổi gì rất ít, nó chỉ có vài ly thôi. Thì cái line của các bạn là vẫn gọn gàng nhưng thân sau vẫn có xếp ly, được chưa nào? Đấy, thay đổi phía trên. Còn cái này là thay đổi song song dành cho những người mặc thích mặc rộng, mặc thoải mái thì chúng ta sẽ làm thế này. Cho nên là đôi khi thiết kế nguyên cái áo thì được mà quay sang xếp ly không biết làm thế nào, không biết làm thế nào cho nó phù hợp. Như vậy là ít nhất chúng ta đã có 3 kiểu, thêm một kiểu nữa đấy nhá. Giả sử em ở đâu thì nó thế này nhá, là thế này ạ. OK không nào? Đây xếp tới và đây xếp tới phải không ạ? Đấy, thì ngang một thân nó thêm tới mấy nhỉ? Mấy xăng? Ngang qua là tới 6 xăng, rất nhiều. Đây cũng là xếp ở giữa giống cái này. Thế thì bây giờ các bạn là xử lý cái này như thế nào nhỉ? Một là nếu như các bạn làm như thế này nhá, event này, các bạn đóng như vậy này. Nếu để ký hiệu như thế này thì thợ may sẽ làm gì nhỉ? Ký hiệu là ký hiệu gì? Chiết ly. Họ sẽ may một đường từ trên xuống dưới thế này, giống như là cái căn căn ben căn ly quần ấy. Cho nên chúng ta không thể để thế này được. Đây gọi là ký hiệu trong ngành may của chúng ta là nó chiết đấy. Thế là chúng ta làm thế này. Một là bạn phải xóa cái này đi, xóa đường này đi này. Thì họ sẽ không chiết nữa. Và chỉ cần có dấu bấm ở đây là được, thì nó cũng nhìn giống cái này đúng không? Chỉ cần có dấu bấm thế là xong. Còn có một cách làm cũng nhanh hơn nữa, thay vì làm như vậy thì modify delete point, xóa cái điểm ở đầu ly này đi này, thì nó tự thành một cái đường ngang qua đường thẳng như vậy. Đôi khi có những lệnh nó khiến cho mình ăn gian được, không nhất thiết phải đi theo quy trình, cái nào nhanh thì làm. Thế thì bây giờ các bạn cũng thêm một cái dấu bấm ở đây nữa, như vậy thì đoạn này của bạn cũng là 3 xăng, đoạn này cũng là 3 xăng, nhưng mà bấm ở đây thì nó gì, nó đo hết luôn. Thế bây giờ ông xếp như bao mà khi cái đoạn này bao nhiêu, giờ mình làm thế nào nhỉ? Biết lệnh đo ông Phúc à, thì chúng ta sẽ vào lệnh là distance to nó, đo khoảng cách qua dấu bấm. Bạn trái chuột tới đây thì nó sẽ đo cái khoảng này thôi, nó không có đo hết. Vậy là hai cái này nhìn chung ấy, thì là xếp đi ở giữa 3 phần giống nhau, đúng chưa? Nhưng mà cái này là thay đổi thông số từ trên xuống dưới,
Còn cái này là thay đổi thông số giảm dần từ trên xuống dưới. Hoặc bạn có thể lấy này ướm đây là sẽ dễ hình dung hơn này, thấy không nào? Nhà thay đổi rất nhỏ. Được chưa? Cho nên là khi xếp ly thì phải xem kỹ tài liệu là xếp ly có thay đổi thông số hay không thay đổi thông số. Chứ không phải cắm đầu vào xếp em nhé. Xem kỹ. Thế còn cách nào được không? Hồi nãy chị Kiều còn nói là xếp ly ở hai bên gì? Hai bên sườn này. Hai bên gần nách này đúng không? Rồi. Thì chúng ta làm một cái nữa nha. Copy này. Bấm đằng này ra một cái nữa. Thế thì hôm nay em sẽ cho mọi người xếp ly thân sau 5 trong 1. Ít nhất là 3 rồi này. Thông thường từ ngoài vào là mấy nhỉ chị nhỉ? À, 8 xăng là như vậy là tính cả đường à, gọi là chưa may đúng không? Bán thành phẩm hả? Và thông thường nó khoảng 7 xăng thì nhá, trường xăng may đấy. Tức là may xong còn 7 nhá. Thì chúng ta sẽ làm thế này. Xếp từ ngoài này vào là 7 xăng. Ở đây các bạn nào gặp nhỉ? Anh Vinh nhìn cái áo của bạn 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 Phúc là phía sau có xếp ly không? Vậy là áo này áo tin rồi. Bạn trẻ mặc áo tin là đúng Ở đây áo của thầy đang áo thầy cũng không có bởi vì năm nay mình cũng 18 tuổi nên là cũng chưa có xếp ly. À, Phúc xem cái kia cho thầy nào, xem có cái áo cao rồi đúng rồi có xếp không, cũng không xếp, có vẻ bây giờ tin nhiều ít xếp. Có những người em có gặp thì có những anh học viên khoảng 50 mà gu ăn mặc của anh là trẻ hơn cả em, quần kaki màu cam. Sự thật mà anh ấy tên là Cường, anh rất là tin, mặc áo lúc nào cũng là thun body từ áo cổ tròn đến cổ trụ, phong cách như là thanh niên 18. Còn màu cam này, màu hồng này, màu trắng này. Không nghe thầy thân niên 18 không mặc cái màu đó Yeah. Mình đang ví von sự trẻ trung thôi. Rồi em sẽ chuyển sang cái xếp đi từ đây vào. Thì chúng ta sẽ làm như sau, vẫn vào lệnh advent. Sau đó các bạn cũng vào lệnh à, mở rộng cái app ra và add a quick folder. Thì thao tác của các bạn này, trái phải từ ngoài vào là 7 phân. Các bạn nhớ nhé, tất cả thiết kế một cái áo sơ mi, em nhấn mạnh lại cái này này này, có những người ở đây thì không có đúng với sai, nhưng có những anh chị chia sẻ cho các bạn là thiết kế thân sau là ra 3 phân xong mới thiết kế thân sau. Các bạn rất dễ bị nhầm. Nhớ này, xếp ly như thế nào là tính sau cùng. Tất cả làm thông số thành phẩm ra, mở ly thêm ly các bạn làm sau cùng là không bị nhầm lẫn. Nhớ ha. Rồi, các bạn gióng thẳng xuống tới vị trí cái điểm gì? Điểm xoay và chọn phần đứng yên ở đây. Sau đó các bạn lại tích chuột phải và trái chuột vào, ok, bạn lại mở lên được như thế này. Thực ra làm tay cũng vậy đấy. Rồi, các bạn bấm hai chuột cùng lúc. Ở đây sẽ là 3 xăng. Hay nói cách khác là xếp bao nhiêu thì các bạn nhập bấy nhiêu. Chúng ta nhấn nhập giá trị nhá. Enter này. Cũng bỏ vali để di chuyển cái này. À, các bạn đừng để ngắn quá là bù ly nó sẽ bị góc nó bị dô lên, nó dư. Các bạn trái chuột ở đây nhé, ở tầm giữa này. Thì cái phần này của các bạn cũng một là đóng, hai là gì, xóa điểm ở đỉnh đầu ly này đi, là auto như vậy. Cái phần này nó vuông góc thì khi xếp vào nó không bị giật, các bạn hình dung này, cái này xếp vào nó không bị giật nhé. Đó, chúng ta lại cho dấu bấm ở đây đúng không? Thêm một dấu bấm ở đây, thêm một dấu bấm ở đây. Được chưa nào? Nhưng mà để như vậy thì nếu mà làm cá nhân hay doanh nghiệp nhỏ thì xong rồi. Nhưng mà công ty lớn thế này là chưa đủ. Họ cắt ra họ bảo, ủa thế xếp từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài? Họ sẽ có câu hỏi như vậy. Thế thì chúng ta ký hiệu ở đây để cho họ khỏi hỏi luôn. Ví dụ như xuống công ty cả nghìn công nhân, họ không thể nào từ dưới chuyền họ chạy lên họ hỏi kỹ thuật được. Thì giống nào? Thế thì các bạn sẽ có một cái lệnh này nhé, đi xin tài này. Thường xếp ở trong ra hay ngoài vào ạ? À, trong ra. Phương các thằng ở xếp nữ sao dành ta? Các thằng thời trang nữ sao dành vậy? Nó À, nắng mò, mê quá. Rồi, trái chuột từ đây. Các bạn đặt chuột vào đây. Sau đó trái chuột ở đây, 3 điểm. Và kết thúc bằng cách là phải chuột và trái chuột, ok, 2 lần. Tức là xuất phát và kết thúc. Nếu như vậy mà vẫn còn hỏi nữa thì tốt nhất là không cho người này làm nghề máy mẫu nữa.
Ok ha. Xếp như vậy mà còn hỏi là tốt nhất là không cho mày mẫu nữa nha. Bởi vì sự thật hơi cũng phàn, nó sự thật là như vậy. Cho dẫn kiểm tra. Ký hiệu như vậy còn hỏi nữa là thua này. Ok ha. Đấy. Còn cái cuối cùng. Cái này là hơi khó chịu một tí này. Cũng copy từ cái gốc thôi nha. Đấy. Lát nữa làm 5 cái thân sau này. Các anh chị thích lấy kiểu nào các anh chị lấy nhá. Bây giờ cái ông này mới là ông sếp khó tính này. Anh có muốn xếp một con ly ở đây nhưng không được thay đổi trong số ngực, không thay đổi trong số mông, không thay đổi trong số eo, mà vẫn phải giữ hai trong số này đủ. Ông này là khó tính này. Ông này hơi khó tính một tí. Đây, thì trước khi chúng ta làm, chúng ta sẽ đo lại đoạn này. Dĩ nhiên là những cái này đang bằng nhau hết phải không ạ? Hai này là một mà. Họ có xếp một con ly ở đây tượng trưng thôi, bởi vì họ nói là đây là cái form body, nhưng khách hàng lại yêu cầu là phải có xếp. Khách hàng yêu cầu là phải có sếp cơ. Thì giờ làm thế nào giờ? Đấy. Bây giờ làm thế nào? Em bắt được điểm ở đây nhá. Giữ cái thông số này ha. Đây. Chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ modify move smooth. Bắt vào điểm này. Sau đó di con chuột kịch đây. Di con chuột kịch đây. Và chuột ok. Đưa nó ra ngoài. Như vậy thì ngực của bạn không bị thay đổi giá trị nữa. Bấm hai chuột. X ở đây các bạn có thể cho bằng 0. Y ở đây bằng mấy ạ? 3. Đúng rồi, như vậy. Ok. Nhưng mà lại gặp phải một vấn đề. Cái này bị gì? Bị nhỏ, bị thiếu giá trị. Đúng chưa? Thế nên làm thế này. Rõ ràng là 16.97 mà cái này là 16.2. Đúng không? Cái này xếp thì tượng trưng thôi chứ không đẹp. Và em cũng không khuyến khích xếp cách này. Rồi, thì chúng ta sẽ làm thế này. Modify, và các bạn sẽ vào cái lệnh là Modify Length. Các bạn trái chuột vào đây. Và các bạn phải chuột OK. 16 chấm mấy ạ? 16.97 hả? Ở đây em cho 16.8 thôi. Nó auto cong mà các bạn không phải điều chỉnh cái đấy. Và em muốn ăn da cao lên trên khoảng hơn một ly nữa hả? Nhưng trong trường hợp họ vẫn không cho thì bạn buộc phải chỉnh cái này là 16.97. Thế thì câu hỏi đây là cái này các bạn có thiếu thông số không? Kích có bị thiếu không nhỉ? Không, đúng rồi. Hiện tại cái này đã đủ rồi mà đúng không? Cái này xếp dạng vẫn bị dư một chút mà. Đây là cách xếp. Đây là một cách xếp gì? Không thay đổi thông số ngực, không thay đổi thông số eo và thông số mông. Được không nào? Đây là tất cả các kiểu xếp của áo sơ mi. Thế còn các bạn có thấy kiểu xếp gì nữa không? Anh Vinh làm nhiều năm thì có cái kiểu xếp gì nữa không nào? Chia sẻ nào. Có thấy kiểu xếp gì nữa không? Thế thì cái này em bấm nhá. Bấm từ ngoài vào là mấy nhỉ? 7 phân. Và bấm tiếp theo là mấy? 3. 7 với 3 là 10. Cộng dồn đấy ạ. Chúng ta đo này. Đoạn này, được chưa? Đấy. Thế thì các bạn hôm nay có 5 kiểu. Một, đây là kiểu thông dụng nhất bây giờ. Không có xếp gì cả. Nhưng mà vẫn phải xử lý độ gì? Độ đổ của nách nha. Phải cắt vát xuống 7 ly một phân. Đây gọi là xử lý độ đổ của nách. Cái này phải có. Cách thứ hai là gì? Xếp ly ở đây mà song song từ trên xuống dưới. Tức là thay đổi giá trị từ trên xuống dưới. Cách thứ ba là thay đổi giá trị ở bên trên mà không thay đổi giá trị ở bên dưới. Cách thứ tư là xếp ở ngoài sườn, có thay đổi giá trị ở trên và không thay đổi giá trị ở dưới. Và cách cuối cùng là có xếp ly mà chẳng thay đổi giá trị gì cả. Bạn được 5 kiểu. Em dừng nhá. Thế còn mở ra thì các anh các chị sẽ mở như vậy nhá. Mở đuôi sừng đấy. Tất cả các anh chị mở đuôi sừng ra. Đấy, như vậy. Cái này mở rồi này, đấy. Thế còn cho cái đường này để nó đối xứng qua thì chúng ta biết chưa nhỉ? Học chưa? Rồi mà quên rồi. Thế còn cái chỗ này mà các bạn bị như vậy thì là xử lý nhé. Em chỉ cách xử lý này. Em ví dụ này. Cái này mở ra nó bị cảm giác gãy ở đây đúng không? For này. Thì các anh chị xử lý này nhá. Modify, move smooth. Chọn điểm này này. Sau đó di cái kim vào đây. Tránh trường hợp cái này nó bị
sâu hơn ở phần like thì nó sẽ không đẹp. Đây, em di chuyển tiếp một chút xíu nữa. Còn nếu nó gồ ghề nhiều quá thì em sẽ smooth lại, nằm trên đường đấy, trái vào đây và trái chuột liên tục khoảng 5-6 cái thôi. Bây giờ em mở ra thì nó sẽ không còn gì, không còn bị vóng ở hai bên này nữa. Hình dung nào. Rồi em gấp lại nhá. Hoặc chúng ta có thể đẩy cái này thêm xuống dưới 1 ly, 2 ly có làm sao không? Không vấn đề gì nha. Rồi, như vậy là các bạn sẽ được 5 kiểu xếp ly thân xong. À, thế còn em chỉ nốt chúng ta mở ra nó không có cái đường nội vi đối xứng phải không? Thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Nhớ ông bạn Trúc xinh gái thích chuột gì ta? Chuột phải vùng trống, chọn vào edit line. Ok, cảm ơn em, edit line. Và các bạn trái chuột vào những đường này. Và tại ô label này, chúng ta gắn cho nó một cái nhãn gì? Y dài. N cũng được, các bạn gắn N cũng được em. Y dài. Sau đó các bạn bấm apply và ok. Thì chúng ta mở xem có không nhá. Unfold. Có rồi đúng không? Hai bên các con đường đối xứng với nhau. Rồi, em gấp lại này. Như vậy thống nhất là các anh các chị muốn lấy cái nào? 1, 2, 3, 4, 5, lấy số mấy ạ? Chọn đi để em xóa. Để hết rồi thầy. Ôi. Giờ chọn 2 cái mà đã tham lam mà chị chọn 5 cái tham lam cái nào trời. em thống nhất lấy cái không xếp này, tin nhá. Bởi vì chúng ta đang làm form gì? Form body. Em shift F1 và em xóa cái này đi. Làm đã đời xong xóa hết. Làm để các anh các chị biết thôi nhé. Em dừng nhé. Em dừng video nhé.